Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Lê Thị Mai Thi, học lớp E45. Hôm nay mình xin trình bày về chủ đề GMO là gì và có nên sử dụng GMO hay không. GMO là viết tắt của Genetically Modified Organism, hay còn gọi là thực phẩm biến đổi gen, gồm hai nguồn chính là cây trồng biến đổi gen và động vật biến đổi gen. Xét về độ phổ biến thì GMO có nguồn gốc từ thực vật phổ biến hơn như bắp, khoai tây, đậu nành, đu đủ và củ cải đường. Mục đích sử dụng giống biến đổi gen là để tăng khả năng kháng lại các sâu bệnh hoặc để cây trồng cứng cáp hơn và bảo quản được lâu. Bên cạnh đó, biến đổi gen cũng giúp sản phẩm sau thu hoạch có màu sắc đẹp hơn, vòng đời lâu hơn hoặc tạo ra các thực vật không hạt như dưa hấu, nho. Lợi ích của GMO là tăng khả năng tiếp cận với nhiều nguồn thực phẩm, giảm việc sử dụng hóa chất có khả năng gây hại và mang lại nhiều chất dinh dưỡng hơn. Tác hại của GMO là phản ứng dị ứng. Một số người cho rằng thực phẩm GMO có khả năng gây ra nhiều dị ứng hơn, và điều này là do chúng có chứa các gen từ chất gây dị ứng. Bệnh ung thư, GMO có thể góp phần vào sự phát triển của bệnh ung thư. Họ cho rằng đột biến DNA trong biến đổi gen khiến việc đưa ra các gen mới vào cơ thể rất nguy hiểm. Hiệp hội ung thư Hoa Kỳ ACS cho rằng chưa có bằng chứng về tác hại, không có nghĩa là có bằng chứng về sự an toàn. Kháng kháng sinh, một số cây GMO có chứa các gen giúp kháng lại một số loại kháng sinh và tác hại đối với môi trường. Việc biến đổi gen một sinh vật có thể thay đổi sự vận hành của các sinh vật khác trong hệ sinh thái, gây hại cho các quần thể động thực vật bản địa, dẫn đến thiếu lương thực và gây thiệt hại về môi trường. Và câu hỏi được đặt ra là GMO có ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản của người hay không? Bộ Y tế Austrian báo cáo năm 2008 theo công bố nghiên cứu riêng của họ thì khả năng sinh sản con người bị ảnh hưởng tiêu cực do tiêu thụ thực phẩm GMO. Kết quả báo cáo chỉ ra rằng người sử dụng thường xuyên thực phẩm GMO sẽ mắc bệnh nhiều hơn, lão hóa nhanh hơn và khả năng sinh sản kém đi, bao gồm khả năng thụ thai kém, chất lượng tinh trùng yếu và gặp nhiều vấn đề trong thai kỳ. Vậy có nên sử dụng GMO hay không? Theo nghiên cứu của tổ chức AAEM nhấn mạnh rằng có nhiều mối liên quan trực tiếp giữa thực phẩm GMO và vấn đề sức khỏe, nhiều hơn những phỏng đoán chung chung trước đây của khoa học. AAEM cảnh báo tất cả các nhà nghiên cứu, y bác sĩ, khuyên bệnh nhân và cộng đồng sức khỏe tránh xa tất cả các loại thực phẩm GMO. Nhưng thực tế tranh cãi vẫn diễn ra, chưa có hồi kết, chưa có kết quả chính thức cho vấn đề trên, nên quyền quyết định có sử dụng hay không là phụ thuộc hoàn toàn vào người tiêu dùng. Người tiêu dùng cần có những hiểu biết nhất định về sản phẩm biến đổi gen trước khi quyết định sử dụng nó. Cách nhận biết thực phẩm biến đổi gen. Quan sát bằng mắt, ta thấy thực phẩm biến đổi gen thường có hình thái khác với các loại bình thường, ví dụ như to hơn, bóng hơn, đẹp hơn và mùi vị thơm hơn. Cách thứ hai để nhận biết đó là check bằng mã code. Với sản phẩm có 5 chữ số và bắt đầu bằng số 8 là thực phẩm biến đổi gen, còn nếu bắt đầu bằng số 9 hoặc là 5 là sản phẩm hữu cơ không bị biến đổi. Phần trình bày của mình về GMO đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.